Chào bạn nha. Hôm nay mình đi làm đó các bạn, bắt được hai con này đó các bạn. Đây nè, hai con bự củi nha các bạn. Đó, hai con này hai con bự củi nha các bạn, con bổ củi, chỗ kia con bổ củi nha. Hai con này hồi nhỏ mình đi học mình hay mua mình chơi lắm. Nhỏ mình đi học mình hay mua mình chơi lắm các bạn, nó hay lắm các bạn. Đó, nó hay bữa 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 búng 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 ngựa các bạn. Đó, nó nhảy ghê chưa. Đó 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 đó, nó bữa bữa các bạn thấy bữa không. Đó 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 đó, nó bữa vô cái khúc gỗ cái cọc cọc luôn á. Đó, đó bữa liệu liệu các bạn. Đó, nó có hay búng nữa. Đó, lật ngựa lên nó búng dữ lắm. Đây hai con ha. Đó, nó chạy cũng lẹ ra chưa không. Người cũng dễ thương nha các bạn. Mà nhỏ mình đi học á, mình hay mua con này mình chơi nè. Nhỏ anh mua 500 đồng hay như 200 đồng con nhiêu đó. Lâu quá rồi cũng quên rồi. Đó, nó chạy ha. Đó, nhìn nó dễ thương ghê chưa. Đó, mà nhỏ mình nuôi được có một hai bữa là mình làm mất à. Đó giờ cái mình tự nhiên cái nay đi làm cái vô tình mình ngồi cái mình bẻ cái vỏ cây ra, nó rớt hai con này ra. Mình bắt gì mình nuôi. Mình quay cho các bạn coi luôn. Đó nhìn nó bò dễ thương nghe chưa. Đó 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 đó. Đó nó chạy. Đó, mà mình nghe hay như hai cái con này, mấy cái con này nó sống cái tuổi thọ nó không có cao các bạn. Mình không biết nó sống được bao lâu nữa, mình cũng mới bắt nó về mình quay cho các bạn coi luôn. Cái hồi nhỏ mình nuôi chừng được một hai bữa rồi nó chạy mất, nó không nuôi được lâu. Đó để mình quay cái lúc mà nó búng 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 lên cao cho các bạn coi, cái lúc mà nó bữa 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 cho các bạn coi nha. Lành đi, con này nó chạy qua, còn cái con này sao nó nhép quá. Đó. Hai con này mình bắt chung một chỗ các bạn, mình giặt cái vỏ cây khô ra, mình nại ra, tự nhiên cái rớt hai con này ra, mình bắt luôn. Thấy lâu quá không thấy cái con này lại, cái hôm nay mình đi làm vô tình mình bắt được. Thấy dễ thương, bắt về mình nuôi, nuôi chơi, rồi quay cho các bạn coi luôn. Để giờ mình quay cái lúc mà nó búng búng lên cao cho các bạn coi nha. Bây giờ mình cho nó búng lên cho các bạn coi nha. Đó, nó cong ngựa lên, nó tư thế nó búng các bạn. Đó. Đó. Búng ghê không? Đó. 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 Nhảy ghê. Đó, còn mình để đó 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 đó, nhảy ghê không các bạn, búng ghê không. Đó nhảy ghê đó. Nhảy ghê chưa. Đó mình đụng này xuống nè, đó đó đó, nó bữa 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 không các bạn thấy không. Đó đó, lấy nét lên lại. Đó bạn thấy không, mình quay xé cho bạn coi nè. Đó đó, nó gõ gõ không, đó đó đó, nó gõ gõ không các bạn, đó đó, nó đậu gật 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 gõ gõ không.
miếng này mình để vô, còn miếng này nó gõ nè. Đó, ghê không? Đó, liều liều nữa các bạn, thấy không? Bún gì đó, đó, ghê chưa? Đó, nhẹ kìa, đó, cũng ghê chưa? Đó. Con này nhảy rất là ghê luôn các bạn. Nhảy ghê chưa? Nhảy ra hoài luôn. Nó bữa cũng mạnh đó các bạn. Con này bữa mạnh ghê đó. Đó các bạn thấy nó bữa không nè. Đó. Đó. Đó nó bữa ghê chưa? Người nó cứng lắm các bạn. Đó. Đó nó gập thấy không? Vậy nó có tên là con bổ củi, bữa củi các bạn đó. Giờ vậy chưa? Cái lực nó gặt xuống rất là mạnh luôn các bạn, bởi mình nghe nó đập vô gì như cọc luôn đó. Đó nhảy ra chưa? Đó các bạn thấy nó búng dữ các bạn, búng cao rồi chưa ha. Đó, nó gõ vô cái dáng như cái cọc luôn ha. Đó, này mình quay cho các bạn coi nè, thấy đó, bún ghê chưa. Đó, cho các bạn coi nè, cái người đó nè, nó có giống như có mấy cái lông lông mà nó mịn lắm các bạn, trơn lắm, nó láng các bạn. Đó, nó có mấy cái chân đó, 6 cái chân nha các bạn, 6 cái chân nha. Cầm vẫn gõ cọc luôn, hai cái râu nó nhìn cũng dễ thương chứ bộ ha. Bún ghê chưa, cũng rớt xuống luôn thấy không. Mình không biết cái con này nó ăn gì ha các bạn ha, bạn nào biết thì comment cho mình biết nha, chỉ mình nha, mình cũng chưa biết cái con này ăn gì nữa. Nhỏ mình nuôi được 1-2 bữa là mất à, chốt mất à. Thế là mình hái mấy cái, mình tách cái vỏ cây này ra nè. Đó, mình thấy nó nằm ở trỏng rồi, mình không biết nó có ăn đâu, mình cũng đem về luôn nè. Cái vỏ cây này nè các bạn. Đó, không biết nó có ăn cái vỏ cây này không ha. Đó, mình cũng hái mình đem về luôn. Đó, còn mấy bạn nào biết nó ăn cái gì comment chỉ cho mình nha. Mình cũng chả biết nó ăn cái gì nha. Đó, con này mình lúc trước mình có nuôi, chứ giờ mình lâu quá mình không có nuôi. Chưa biết nó ăn cái gì hết. Đó. Này, con này nó có cánh nè các bạn. Thấy không? Hai cái cánh nè, mày có thể nó bay được nha các bạn. Nghĩ chắc tới mùa sinh sản hay gì đó nó sẽ bay đi nha các bạn, nó không ở trong cái vỏ cây nữa. Đó. Đầu nó chỗ này có giống cái đầu con bọ hung kìa, nhọn thấy không? Cái lực nó bủa rất là mạnh luôn các bạn, mình cầm á. Mình cầm vậy nè. Đó, đập thấy không? Đó. Ghê chưa? Rất là cứng luôn các bạn, rất là mạnh luôn á. Đó, bạn thấy không nè. Đó, nó đập xuống không. Đó. Vậy đó kêu con bổ củi là vậy. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn ha, bóng rồi chưa. Gờ vô cái người nó lén các bạn. Rất hoài nó búng hoài các bạn. Đó, nó đây nè ha. Đó, mình nuôi thử coi nó sống được lâu nha các bạn. Tại mình nghe cái con này nó sống cũng không được lâu. Để mình nuôi thử coi nó được bao lâu nha. Đó, mình thấy cái chỗ người ta bắt con bự lắm. Con này còn nhỏ. Con bự ngón tay cái mình luôn á. Con này ở đây còn nhỏ. Đó. À, hai con để mình nuôi thử coi. Rồi video hôm nay là mình đi làm mình bắt được hai cái con này nha các bạn, con bổ củi nha. Đó,
thấy nó dễ thương quá. Với lại hồi nhỏ mình có nuôi nhưng mà lớn lên là lâu lắm rồi không có thấy lại nó, nay mình thấy lại nó mình thấy dễ thương ghê chưa đó. Mình bắt cho mình nuôi thử coi ha, à, cũng chưa có biết là nó ăn cái gì đó. Bạn nào biết thì có biết cái con này nó ăn cái gì, có kinh nghiệm nuôi thì comment chỉ cho mình nha. À, mình cũng chưa biết cái con này là nó ăn như thế nào, nó ăn cái gì ha. À, đó mình lấy mình bắt được ở trong cái vỏ cây, mình tách cái vỏ cây ra thì rớt hai con ra. À, mình bắt nó về mình nuôi. À, đó đó nó bự hơn các bạn, bự cứng rồi chưa đó. Con này con bổ củi nha các bạn ha. À, rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. À, bạn coi video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.